Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 541, dường như nhận ra sự nghi ngờ của Trác phàm, lão già này nhìn quanh một chút, thấy không có ai khác, liền nói thầm, ta không dối gạt các ngươi, để có thể sống sót trong phòng tạp dịch này cũng có bí quyết. Hoặc là có tài năng xuất chúng, được thăng chức lên làm trưởng lão của môn phái, hoặc là trở thành người lùn trong số những người lùn hắc 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 ta chính là người lùn như vậy người ta bắt người luyện công người dù sao cũng phải có giá trị để luyện công ta luôn áp chế tu vi của mình khi người ta thấy không có gì có thể sử dụng trên người ta họ sẽ bỏ qua ta hiện tại ta đã ở đây lâu nhất trở thành người quản lý cơm hộp nghe lời này mọi người đều tỉnh ngộ hiểu rõ rằng cái gọi là bắn chim đầu đàn người này luôn co lại cuối cùng đã trở thành vương của những người co đầu rút cổ quản lý tài sản tạp dịch chắc phàm lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói, nếu là ta, biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị lấy ra luyện công, ta sẽ sớm chạy, chứ không chờ chết ở đây. Ôi, công tử này nghĩ mọi việc đều dễ dàng, nhưng đệ tử trong phòng tạp dịch đều có tu vi thấp, lại không biết cách mở ra trận quyết kết giới, làm sao có thể dễ dàng chạy thoát được. Dù sao, họ cũng không phải không cho ta cơ hội sống sót, chỉ là xem ta có thể nắm chặt nó hay không mà thôi. Lão già đột nhiên thở dài, thản nhiên nói, thiên địa vốn không nhân tử, coi tất cả mọi vật như chó gạm xương nhân sinh vốn phải đối mặt với sinh tử việc có thể thoát khỏi hay không đều phụ thuộc vào bản thân mỗi người một khi thoát khỏi biển khổ chắc chắn người đó là cường giả chắc phàm không khỏi giật mình anh nhìn sâu vào lão già trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc anh không thể tưởng tượng được rằng chỉ là một lão già tu vi đoán cốt cảnh lại có thể hiểu biết sâu sắc về đại đạo của thiên địa như vậy lão già cũng nhắm mắt lại dường như nhớ ra điều gì đó rồi lại trở về với vẻ mặt thản nhiên cười nói các vị đã lâu như vậy mà ta vẫn không biết nên gọi các vị như thế nào các vị đến đây vì chuyện gì hắc 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 lão già ngươi hãy lắng nghe kỹ chúng ta chính là ma sách tông ngọc thụ lâm phong anh tuấn tư sái ma đạo anh kiệt ma sách tứ quỷ hiện đảm nhiệm chức vụ chấp sự của môn phái hung sát quỷ nhếch miệng tự hào nâng cao đầu lão già nghe thấy không khỏi kinh hãi vội vàng cúi đầu nói nguyên lai là các đại nhân chấp sự không có đón tiếp từ xa mong các ngài thử lỗi nhưng mà không biết các đại nhân chấp sự đến đây cuối cùng có chuyện gì quan trọng. Là thằng đầu khớc nào đó không làm việc tốt, để phòng của các ngài bẩn thỉu sao. Cái đó thật sự không có, chúng ta cũng không biết ai sẽ dọn dẹp phòng cho chúng ta, hắc hắc hắc. Hung sát quỷ cùng ba quỷ còn lại nhìn nhau và cười to. Sau đó, hắn chỉ vào chắc phàm và nói, lần này chúng ta đến đây chủ yếu vì chắc quản gia không rõ chuyện gì đã làm, mà đắc tội tông chủ, bị giáng chức xuống phòng tạp dịch. Nhưng không sao, chúng ta sẽ sớm trở lại, chỉ là tạm thời ở đây một thời gian. Ngươi hãy chăm sóc tốt, nếu có sai sót gì, chúng ta sẽ trừng phạt ngươi. Lão già ngẩng đầu, nhìn chắc phàm một cách cẩn thận, rồi cười nói, vị đại gia này có tu vi thiên huyền cảnh, ta không dám làm khó ngài. Nhưng, trong phòng tạp dịch này có một số đại gia, không thể đùa giỡn với họ. Hung sát quỷ lạnh lùng hừ một tiếng, định mắng lão già, nhưng lão già lại co rụt lại, chỉ còn biết lắc đầu. Chắc phàm nhận ra có điều gì đó không ổn, liền nói, các ngươi có danh hào rất vang hay sao, báo danh ra có thể làm được gì. Ở nơi hỗn loạn này, cuối cùng vẫn phải nhìn vào nắm đấm của ta, phải không? Bốn quỷ giật mình, nhìn nhau rồi cười to. Ha ha ha, chắc quản gia nói đúng, với năng lực của ngài, chúng ta không xứng chăm sóc. Vậy thì ngài cứ ở đây, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và tìm cách giúp ngài thoát khỏi nơi này. Hung sát quỷ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Ba quỷ còn lại cũng gật đầu mạnh mẽ, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kiên nghị. lão già kia nhìn họ, trong mắt bất giác lóe lên ánh sáng kỳ dị. sau khi tứ quỷ căn dặn lão già một phen, họ trịnh trọng cúi đầu chào chắc phàm, rồi bay đi. nhìn theo bóng dáng của họ, chắc phàm không khỏi bật cười và lắc đầu. hắn chắc chắn không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày bốn tên tiểu quỷ này lại đến chăm sóc chính mình. ôi, chắc tiên sinh thật may mắn bị giáng trước xuống phòng tạp dịch này, lão già đã gặp không ít người mạnh, nhưng như chắc tiên sinh bị chăm sóc như vậy thật là hiếm có khó tìm. Lão già kia cười, mép run run, trên mặt hiện lên vẻ thản nhiên. Chắc phàm nhìn sâu vào lão già, cười nói, ta là chắc phàm, sau này ta sẽ gọi ngài là viên lão. Như vậy sao được, lão già ta không dám nhận. Lão già vội vã vẫy tay, vẻ mặt hoảng hốt, lão già ta chỉ có tu vi đoán cốt cảnh, còn ngài là cao thủ thiên huyền. Ha ha ha, điều đó không quan trọng, ta chắc phàm kính trọng người khác, tự nhiên sẽ có chỗ đáng kính của họ dù tu vi của tiên sinh không cao nhưng hiểu biết về đại đạo lại rất sâu nếu tư chất tu luyện của tiên sinh có thể cải thiện sau này tiền đồ sẽ không thể đoán được chắc phàm cười trong tay hiện lên một bình thuốc nhỏ đưa tới cười nói đây là thông thiên đan mà ta mang theo có thể cải thiện gân cốt giúp tiên sinh tu luyện ngày sau chúng ta cùng nhau nghiên cứu và thảo luận về thiên đạo thật tốt lão già kia không khỏi sững sờ trong mắt hiện ra vẻ hồ nghi khi nhận bình thuốc tuy nhiên khi hắn mở nắp bình và ngửi thấy mùi đan dược nồng đậm hắn không thể nhịn được sự sợ hãi liên tục kêu lên thập 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 phẩm đan dược chắc phàm nhíu lông mày nói viên lão thật sự là người có kiến thức uyên bác ngay cả đoán cốt cảnh tu vi cũng biết rõ thập phẩm đan dược viên hưng ừng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt cố gắng để bình tĩnh trở lại sau đó cười lên ha 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 trước kia ta từng làm tạp dịch giúp luyện đan sư một chút từ đó ta đã gặp qua thập phẩm đan dược nhưng chỉ một lần sau đó ta không còn duyên phận để nhìn thấy nó nữa. Không nghĩ tới lần này, ta lại có dịp nhìn thấy nó. Chắc tiên sinh và lão hủ lần đầu gặp mặt, lại đưa ra món lễ vật lớn như thế, lão hủ thực sự không dám nhận, rất sợ hãi. Chắc phàm thờ ơ nhún vai, nói, ha ha ha, đừng ngại, dù sao thì ta cũng không thiếu. Thế nhưng, khi hắn không nói ra, mọi thứ còn tốt. Nhưng khi lời vừa rơi, viên lão kia lảo đảo, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Hắn nhìn về phía chắc phàm, khuôn mặt đầy vẻ quái dị. Ây, chắc tiên sinh, ngài từ đâu mà đến? Lại còn có thể xuất ra thập phẩm đan, làm sao mà tiến vào ma sách tông này? Chắc phàm không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, không có cách nào, ta bị buộc. Sau đó, hắn trực tiếp đi về phía sau cái sân nhỏ đầy rách dưới, đạm mạc nói, viên lão, không biết hôm nay ta ngả lưng ở chỗ nào. Viên hưng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, rồi lại nhìn vào trong tay mình chiếc bình linh dược, không khỏi cảm thấy trăm mối tơ lòng, ngũ vị tạp trần. Đù mé cuộc đời, mình ma sách tông này lại nạp được cái siêu cấp thổ hào a. Dùng một khỏa cửu phẩm linh đan, đổi lấy một khỏa thập phẩm đan hoàn, lão tổ tông ơi lão tổ tông, nhanh như vậy đã thu hồi vốn. Một phương diện khác, một mảnh đất trải rộng khắp núi khắp nơi hoa trong ruộng, đột nhiên có một đám người rơi xuống. Họ mặc áo trắng, trên ngực thêu một chữ huyền phát ra ánh sáng màu vàng óng, ba ba ba. Rất nhanh, mọi người cùng nhau kết động ấn quyết, chỉ về phía trước, cánh đồng hoa kia liền dung chuyển, biến mờ đi. Ngay sau đó, một tòa sông núi nguy nga xuất hiện trước mặt họ. Không kịp nói hai lời, mọi người vội vàng vịn một cô gái có khuôn miệng đỏ tươi, mặt trăng xám, đi vào. Vừa đi, còn một bên lớn tiếng hô quát, không tốt, người tới đây mau, thủy sư tỷ bị thương nặng. Ong ong ong, từng trận ba động không gian toát ra từ một khe núi. Bên trong huyệt động, bốn bóng người thướt tha ngồi khoanh chân một cách ngay ngắn, tạo thành một vòng tròn. Hai tay của bốn người liên kết với nhau, từng đạo ánh sáng bảy màu lộng lẫy chiếu rọi quanh người, tạo nên một luồng khí pha trộn cuồn cuộn. Bên cạnh các nàng, có hai người đứng đó, một là một ông lão với mái tóc trắng và râu dài kéo dài tới ngực, khuôn mặt bình tĩnh. Người còn lại là một công tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn nhã, khoảng 20 tuổi. Tuy nhiên, sắc mặt tái nhợt của hắn tạo ra một cảm giác yếu đuối vĩnh viễn. Thỉnh thoảng, hắn lại ho khan hai tiếng, ánh mắt đầy lo lắng. Khụ khụ khụ, từ trưởng lão, nhược hoa sư tỷ không sao chứ. Sao mà thời gian dài như vậy mà tình hình vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp? Có nên thông báo cho phụ thân và các vị cung phụng không? Mắt của công tử run run, hắn không thể không thở sâu và lên tiếng với vẻ lo lắng. Chậm rãi khoát khoát tay, từ trưởng lão cho hắn một ánh mắt yên tâm, cười nói, công tử không cần phải lo lắng, các nàng bốn người luyện là Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, Kim Mộc Thủy Hỏa, các trưởng một hình. Liên đại địa mạch lạc, có thể được Chu Thiên Hồn Viên. Thương thế của Nhược Hoa sẽ được Thương Thiên Chi Lực trợ giúp nhất định có thể cấp tốc khôi phục, thực sự không cần đến vì chút chuyện nhỏ này, đi quấy giày tông chủ bọn họ. Công tử kia nghe xong, gật đầu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn về phía bốn người vẫn còn lo lắng. Đúng vào lúc này, một tiếng động từ không gian vang lên, bốn người đột nhiên thu lại khí thế, những hào quang xung quanh họ cũng đột nhiên biến mất. Họ hít sâu một hơi, từ từ mở mắt và đứng dậy. Thủy Nhược Hoa cúi đầu về phía ba người khác, cảm kích nói, đa tạ ba vị sư muội đã giúp đỡ. Sư tỷ khách khí, chắc chắn ba người cũng cùng nhau hoàn lễ công tử kia vội vàng tiến lên tỉ mỉ quan sát thủy nhược hoa thấy nàng không có vấn đề gì lớn không khỏi phấn khởi nói cụ khụ khụ nhược hoa sư tỷ ngươi không sao chứ ha 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 đương nhiên mốc đệ đệ thủy nhược hoa cười nhẹ vỗ nhẹ vào đầu công tử công tử cũng cười nhẹ không hề do dự hai người họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên thân như tỷ đệ dù trong tông môn có quan hệ trên dưới nhưng hắn vẫn coi sư tỷ này như người nhà nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên sư tỷ nếu ngươi đã không có việc gì thì tiểu muội sẽ trở về luyện công giọng nói đến từ một nữ tử mặc y phục trắng toát mọi người nghe thấy đều quay nhìn về phía cô và thấy một khuôn mặt đẹp đến mức không thể nhìn trực tiếp nhưng lại đầy xương giá người này chính là sở khuyên thành không thể nghi ngờ mắt của công tử run run anh chăm chú nhìn khuôn mặt tinh xảo của sở khuyên thành không nỡ rời mắt nuốt nước bọt rồi mới lấy dũng khí nói sâu khuynh thành sư muội từ khi ngươi gia nhập Huyền Thiên Tông, ngươi liên tục mải mê tu luyện mà không để ý đến thế giới bên ngoài, phải chăng không thú vị? Hôm nay, sau khi đã vất vả ra ngoài một lần, tại sao lại muốn trở về? Thiếu Vũ công tử, con đường tu luyện quý ở sự kiên trì và bền bỉ. Mục đích của ta khi đến Huyền Thiên Tông chỉ là tu luyện mà thôi. Lần này, nếu không phải Nhược Hoa sư tỷ bị thương và cần Chu Thiên Tứ nguyên trận để chữa trị, ta sẽ không ra ngoài." Sở Khuynh Thành lạnh lùng trả lời, không thêm một chút tình cảm. Mọi người nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu vị sư muội khuynh thành này không hổ danh là người cầm kiếm hàn quang quả nhiên người như kiếm lạnh lùng đến tận đáy lòng công tử kia bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng thầm than không ngờ rằng người duy nhất khiến anh động lòng lại là một nữ nhân lạnh lùng ôi đối với người hờ hững cũng thôi đi còn tránh xa người ngàn dặm tuyên thiếu vũ lắc đầu cười khổ bất đắc dĩ thở dài khuôn mặt trắng bệch của anh càng thêm hiu quạnh thủy nhược hoa nhìn thấy dù không biết tâm tư của đệ tử nhỏ này nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu cười, lực bất tòng tâm. Người mỹ nhân lạnh lùng này của mình, không phải bất kỳ ai cũng có thể chinh phục được. Đúng rồi, sở sư muội, xin mời ngươi tạm dừng lại một chút. Khi sở khuyên thành chuẩn bị rời đi, Thủy Nhược Hoa vội vàng gọi hắn lại. Sở khuyên thành quay người lại, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Thủy Nhược Hoa. Sau một hồi trầm ngâm, Thủy Nhược Hoa lên tiếng một cách bình tĩnh, lần này ta đi ra ngoài tìm thuốc đã gặp nạn. Gặp phải một số người có vẻ như có quan hệ với ngươi, vì thế ta muốn ngươi dừng lại một chút để ta giải thích. Sở khuyên thành nhíu mày sâu hơn, không hiểu rõ ý định của Thủy Nhược Hoa. Ngươi bị thương lần này không phải do hàn tam thiếu của ma hồn tông gây ra sao, điều này có liên quan gì đến ta. Từ trưởng lão cũng tỏ ra nghi ngờ, Nhược Hoa, theo những gì đệ tử trở về báo cáo, người gây thương cho ngươi là hàn tam thiếu của ma hồn tông. Khuyên thành và ma hồn tông không có mối liên hệ nào cả, vậy làm sao nàng ta có thể liên quan đến việc này? Thủy Nhược Hoa giải thích, trưởng lão, Người gây thương cho ta thật sự là hàn tam thiếu của ma hồn tông. Nhưng, Thủy Nhược Hoa dừng lại một chút, quay đầu nhìn sâu vào sở khuyên thành, rồi tiếp tục, người đã cứu ta, lại là một người từ ma sách tông. Mọi người đều kinh ngạc, cái gì? Mọi người không khỏi giật mình, nhìn nhau với ánh mắt không thể tin nổi. Tuyên Thiếu Vũ càng nghi ngờ hơn, chúng ta và ma sách tông từ trước đến nay luôn có hiểm khích, làm sao họ có thể liều lĩnh đắc tội với ma hồn tông để cứu chúng ta. Thủy Nhược Hoa cười khổ một tiếng, nói sâu xa, Người cứu chúng ta không chỉ là người của Ma Sách Tông mà thực ra. Sự kiện này có quan hệ với Khuynh Thành. Lời vừa nói ra, mọi người càng kinh ngạc hơn khi nhìn về phía sở Khuynh Thành. Làm sao nàng lại có quan hệ với Ma Sách Tông? Sở Khuynh Thành cũng hoàn toàn mơ hồ, khuôn mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Từ trưởng lão nhìn Thủy Nhược Hoa với ánh mắt chăm chú, nói nghiêm túc, Nhược Hoa, ngươi hãy từ đầu đến cuối kể rõ sự kiện này, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Thủy Nhược Hoa sửa sang mạch suy nghĩ một chút, rồi đạm mạc lên tiếng, sự tình là như vậy. Lúc đó, chúng ta tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong phát hiện ra cửu phẩm linh dược, tam nhan định hồn thảo. Từ trưởng lão giật mình, vội vàng cắt đứt lời nói của Thủy Nhược Hoa, cái gì, vậy nhưng là đồ tốt ư, ngươi có mang nó về không? Thủy Nhược Hoa bất giác bật cười một tiếng, trợn mắt chừng một cái, trong tay nàng lóe lên ánh sáng, viên dược thảo kia liền thình lình xuất hiện. Nàng khẽ cười và nói, đương nhiên ta đã lấy nó. Vì chữa bệnh cho thiếu vũ đệ, dù phải liều mạng, ta cũng sẽ lấy nó. Tuyên Thiếu Vũ cảm động, không khỏi ho khan, "Nhược Hoa tỷ, cảm ơn ngươi." Cụ khụ khụ. Từ trưởng lão mừng rỡ nhận lấy dược thảo, vui vẻ nói, "Tiếp tục, tiếp tục." Ha ha ha. Thủy Nhược Hoa thở dài, tiếp tục giảng thuật, "Thực ra, chúng ta không thể chiếm được gốc dược thảo này, bởi vì cùng lúc đó, người của Ma Hồn Tông cũng đã đến. Hàn Tam thiếu của Ma Hồn Tông thật sự rất lợi hại, chỉ sau một chiêu đấu với hắn, ta đã bị đánh thành trọng thương." Một nữ tử xinh đẹp mặc quần áo hỏa hồng, Dương Dương trường kiếm trong tay, nhẹ hư một tiếng và nói, hừ, hàn tam thiếu này quá đáng giận, ngay cả nữ nhân cũng không tha. Lần sau khi chúng ta, bốn chị em, gặp hắn, nhất định phải dựa vào chu thiên tứ nguyên trận của chúng ta để giáo huấn hắn một phen. Thủy Nhược Hoa nhẹ nhàng liếc nàng một cái, sau đó cưng chiều vuốt nhẹ cái mũi của hắn, cười nói, hàn tam thiếu không phải là nhân vật bình thường, đừng coi thường đối thủ. Tuy nhiên, cho dù là chủ nhân tương lai của Trung Tam Tông, hắn cũng đã gặp phải khắc tinh của mình. Mọi người đều im lặng, không ai nói lời nào, kể cả cô gái mặc áo đỏ kia cũng chỉ im lặng, không chớp mắt nhìn Thủy Nhược Hoa, lắng nghe nàng tiếp tục kể chuyện. Khi mạng sống của ta đang treo trên sợi tóc, một người đàn ông đã xuất hiện, cũng chính là hắn, với một cử chỉ nhẹ nhàng đã phá vỡ cả khu vực, khiến Hàn Tam thiếu không còn dám tiến thêm một bước. Mặc dù hắn đã rời đi, nhưng Hàn Tam thiếu vẫn không dám bước ra khỏi khu vực đó và đã rút lui. Khi nói đến đây, Thủy Nhược Hoa có vẻ lo lắng dường như đang hồi tưởng lại tình hình ngày đó ta có thể có được gốc cửu phẩm linh dược này cũng nhờ hắn đưa cho ta và hắn chính là người của ma sách tông mọi người đều cảm thấy sốc cái này người của ma sách tông tại sao lại vô duyên vô cớ giúp họ cô gái mặc áo hỏa hồng nháy mắt to tròn xoe một mặt cười xấu xa nói nhược hoa sư tỷ không biết người ma đầu kia có phải đã coi trọng ngươi muốn ngươi cùng hắn xong tu không ngươi không thể bị lừa người trong giới ma đạo thường rất giả hoạt da mặt hơi hơi lắc một cái, Thủy Nhược Hoa chậm rãi lắc lắc đầu, nhưng trong lòng tự nhiên có cảm giác mất mát, tham thẳm lên tiếng, hắn cho ta linh dược, xác thực có điều kiện, lại không phải nhằm vào ta, mà chính là. Thủy Nhược Hoa nhìn về phía Sở Khuynh Thành và thản nhiên nói, hắn đã hỏi ta hai vấn đề về Khuynh Thành sư muội, sau đó đã trao cho ta dược tài. Hai vấn đề nào? Sở Khuynh Thành lắc mắt nhẹ nhàng và vội vã hỏi. Ngươi có phải hay không đang sống tại Huyền Thiên Tông và cuộc sống của ngươi có tốt không? Thủy Nhược Hoa từng chữ từng câu trả lời, Sở Khuynh Thành vội vàng hỏi với vẻ lo lắng trên khuôn mặt, "Vậy tên của hắn là gì?" "Ta không biết, hắn cũng không nói, và còn yêu cầu ta quên đi sự tình ngày đó." Tuy nhiên, bốn người lùn theo sau hắn, đều đồng thanh gọi hắn là Trác quản gia. Là hắn, thật sự là hắn. Hết cháp 541